Thưa quý vị, chương trình truyền hình thứ 6 ngày 4 tháng 1 trên kênh 7 gồm có những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyền Anh Cô Phù Thủy Nghịch Ngợm tập 8. 6 giờ phim hoạt hình phim bồ. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ nghệ thuật và cuộc sống Mobilet đam mê vô tận. 7 giờ 15 phút di sản thế giới. 7 giờ 30 phút ca nhạc bài ca quê hương. 8 giờ siêu thị cười ăn dài dài. 8 giờ 30 phút sân khấu ca cảnh cải lương tiếng đàn trên bến Hán Dương. 9 giờ nhịp sống Sài Gòn, Sài Gòn những ngày cuối năm. 9 giờ 25 phút phim truyện Việt Nam nắng chiều. 11 giờ giai điệu bốn phương. 12 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Ký ức Hảo Quyền tập 3 giờ 4. 13 giờ 45 phút thế giới tới đây những điểm nóng giao thoa văn hóa. 14 giờ 15 phút thưởng thức gia đình. 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hàn Quốc Tìm Mẹ tập 22. 15 giờ 10 phút thế giới muôn loài những loài vật kỳ lạ. 15 giờ 35 phút người thành phố quan tâm vật giá và đời sống người dân. 15 giờ 55 phút những điều kỳ thú. 16 giờ 10 phút văn hóa ẩm thực. 16 giờ 30 phút chương trình ra khơi. 17 giờ chiếu phim phim truyện Mỹ 7 ngày về quá khứ tập 23-24. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ phim tài liệu Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ và phát triển. 19 giờ 30 phút Hoa Hướng Dương. 19 giờ 50 phút tin thế giới. 20 giờ chúc mừng sinh nhật. 20 giờ 30 phút chương trình vượt lên chính mình. 21 giờ chinh phục đỉnh Everest. 21 giờ 10 phút cười chúc chơi. 21 giờ 20 phút phim truyện Việt Nam KTX tập 22. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Sóng Gió Cuối Triều Minh tập 27. 23 giờ 30 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao. 23 giờ 55 phút người chiến thắng.